Hello, chào các bạn nha. Các bạn nào mà đã chơi thủy sinh rồi á thì không quá xa lạ gì đối với những cái cây rẫy và cây bouquet này. Mà khi chơi thủy sinh mình là tín đồ của rêu rẫy dương sĩ luôn, bởi vì nó làm bố cục rất là tốt. Với cái phong cách mà chơi tự nhiên, dễ chơi, dễ chăm sóc, dễ trồng mà không cần CO2 ở trong thủy sinh. Vậy thì rẫy và bouquet có chơi được trong terrarium hệ kính hay không? Đó cũng là cái thắc mắc và những cái câu hỏi mà các bạn đã hỏi mình rất là nhiều, thì hôm nay mình sẽ thí nghiệm và đưa ra kết luận cho các bạn luôn nha. Thì đây là kết quả sau 1 tháng là mình đã thí nghiệm ở trong cái bể terra hệ kính này, thì mình thấy cây nó sống và phát triển rất là tốt, lá non nó phát triển nè, đó các bạn thấy không, rất là tốt luôn. Vậy thì các bạn đã có đáp án rồi nha. Rẫy và bouquet có thể chơi được trong terrarium hệ kính nè. Môi trường ở trong bể terrarium hệ kính này là môi trường ẩm. Vì vậy là cây rẫy và bouquet nó có hai chế độ sống, giống như là hai môi trường vậy. Thì nó sống tốt ở cái môi trường ẩm, và khi mà chúng ta đưa vào nước thì nó vẫn phát triển bình thường. Theo mình đánh giá thì cây bouquet khi mà trồng cạn thì nó sẽ không được đẹp như là cái lá nước, bởi vì khi ra lá nước á, thì nó rất là đẹp, nó long lanh, nó có kim tuyến, và khi mà chúng ta chiếu điện đèn vào á, thì nó rất là đẹp luôn. Còn hệ cạn thì mình sẽ ít thấy cái độ đẹp của bouquet nha. Khi mà chúng ta chơi thủy sinh thì rẫy và bouquet các bạn sẽ dùng keo dán rêu dán vào. Vậy thì khi mà chơi terrarium hệ kính này thì các bạn phải sử dụng đất kết dính để dán vào lũa và đá và những nơi các bạn yêu thích nha. Đây là những đánh giá của riêng mình, còn các bạn mà chơi thì thấy như thế nào? Hãy để lại comment vào phía dưới nha. Cảm ơn các bạn.